Đây, em xin chào cả nhà nhé. Ngày hôm nay em giới thiệu cả nhà một cây này, một cái màu này cũng không phải là màu mới nhất của em. Đây, cái màu này em cũng giới thiệu cả nhà rất là nhiều lần rồi. Đây, cái lúc mà nó mới nở thì cái màu hồng nó rất là nhiều cả nhà nhé. Và xong nó sẽ chuyển dần sang màu vàng nhạt. Đây, cái màu hồng nó sẽ mất dần đi cả nhà này. Đây, ở ngoài miền Bắc ấy, hoặc là khi ở cái vùng lạnh ấy, có một số khách của em gửi hình trả cho em thì nó chuyển cái màu ấy cả nhà. Là cái màu hồng này này nó mất gần như hết luôn. Đấy, nó chuyển sang cái màu vàng nhạt hơn nữa. Nó rất là đẹp cả nhà. Đấy, vàng cũng không phải mà trắng cũng phải, nó nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, nó chuyển vì thế cho nên là trong một cái ngày mà mình chụp hình cái hoa này này cả nhà. Ở mỗi một thời điểm khác nhau thì cái màu hoa nó sẽ khác nhau cả nhà nhé. Đây, nụ rất là nhiều luôn cả nhà này. Để cả nhà khi mà cả nhà chăm được một cái cây lớn lên như thế này ấy, cái tay tán rất là nhiều như này thì cả nhà đang ngắm nụ hoặc gần như quanh năm cả nhà nhé. Nếu mà cả nhà chăm cái cây mà nó không bị đứng ngọn như cả nhà, đây này em ví dụ cho cả nhà xem nhé. Thì cái như cái cành này này là bị đứng ngọn này, đấy nó đứng ngọn thì nó sẽ không có nụ. Còn những cái cành như này nó không đứng ngọn, nó vẫn cứ tiếp tục đi ngọn cả nhà nhé. Ngọn phát triển đến đâu thì nụ sẽ lên đến đấy. Đấy, cả nhà sẽ ngắm hoa quanh năm luôn. Đấy, vì sao em nói cả nhà ngắm hoa quanh năm thì nó lý do là như vậy cả nhà nhé. Thì cũng lần đầu tiên em lên bán cây. Đây em cả nhà. Đây em còn có mấy cây này thôi. Đây có cây này đang hoa này. Đấy. Thì đây là cây giống cho nên cái khuôn của nó không thể nào to được bằng cây mình thuần cả nhà nhé. Cái nụ này là hoa này nào từ hôm qua cả nhà. Đây em vặt đi luôn cho khỏe cây. Thì cây này là cây hiện tượng đứng ngọn cả nhà này. Đấy. Nó đã đứng ngọn rồi thì khi nó đứng ngọn thì nó sẽ nở hết cái hai cái nụ này, nó sẽ không còn nụ nữa. Thì cả nhà lại phải đợi cái nụ cái ngọn này nó phát triển trở lại thì nó mới ra nụ. Không như những cây như này. Thì đây. Đối với cái màu này một cây giống mà em cây giống ghép cả nhà nhé. Cái gốc bên dưới này này, cái gốc thực sinh này là cái chồi cái cành hoa dâm bụt đỏ của mình ấy cả nhà. Đỏ Việt Nam đấy. Thì em cắt em dâm xuống và em ghép cái giống hoa mới vào đây. Đấy, một cây như này em bán với giá là 250.000 cả nhà nhé. Đây này. À, đang có nụ cả nhà về chơi Tết cả vườn này. Đấy. Một cây như này em sẽ bán với giá là 250.000. Cây to hơn, đang có nụ thì giá sẽ cao hơn cả nhà nhé. Đây, chẳng hạn như một cây như này. Cây này ăn xuống đất hơi nhiều cả nhà này. Thì những cây ăn xuống đất nhiều này em nhổ lên em gửi cho cả nhà vẫn không sao cả nhà nhé. Nó rất là khỏe. Đây. Thì đây này. Bầu này ăn đất rất là nhiều luôn. Thì cây này có 3 ngọn. Cái lá nó hôm trước em bận quá không đi thăm cũng được cho nên là nó bị sâu ăn cả nhà. Này. Nụ rất là nhiều luôn. Đấy, 3 cái ngọn. Một cây 3 ngọn cả nhà nhé. Đây một cây 3 ngọn. Thì đối với một cây 3 ngọn này em sẽ bán với giá là 350.000 cả nhà nhé. Đây, một cây 3 ngọn như này giá 350.000. Còn những cây thấp hơn, đây những cây như này một ngọn thì có giá là 300.000. Đấy. Ngọn nụ rất là nhiều cả nhà này. Đấy, em có đủ các cỡ cho cả nhà sưu tầm nhé. Thì không có cái giá dưới 200 đâu cả nhà. Thì tại vì đây là hoa dâm bụt Đài Loan. Giống nó vẫn mới và cái lượng giống trên thị trường không có nhiều đâu cả nhà. Em là người đầu tiên nhập cái hoa này về từ đầu 2020. Do là dịch, em ở cái giàn lan trên Đồng Nai cho nên là em không về nhà được nhân giống được cho nên nó cũng giống ít. Đấy, trên thị trường là chỉ có em cái màu này là em là nhiều nhất cả nhà. Những người mà có để bán thì chỉ là những anh em mà ngày xưa em chia sẻ cây giống nhau thôi. Thì họ cũng nhân ra được một số ít thôi, không thể nào nhiều như em được. Đây cả nhà này, nụ rất là nhiều luôn. Đấy. Thì cả nhà có thể so sánh giá với hàng Thái Lan. Thì dâm bụt Thái Lan nó rất là rẻ, một chậu rất là to luôn. Thì có giá 70-80 nghìn, có chỗ thì 100 nghìn. Đấy, nhưng mà đây là bụt Đài Loan cả nhà nhé. Rồi em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ai muốn sưu tầm những cái dòng này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0971 397 133 cả nhà nhé. Đấy, đây là một khu màu khác thì em sẽ lên một video khác để em giới thiệu cả nhà nhé.